chào thầy với mọi người. Trong khi mọi người chuẩn bị làm bài thì con thông báo một xíu những cái hoạt động liên quan đến Phật học trong tháng này cũng như là trong mùa Tết để mọi người có thể tham gia cho nó ích lợi. Thì như mọi người có thấy thông tin mấy ngày nay đó, thì sắp tới sẽ có một vài cái hoạt động. Thứ nhất là cái dự án thiện nguyện tên là Hiểu Phật An Vui Xuân Về Nám. Thì cái dự án này sẽ mang lại cái điều kiện học hành Phật học thuận lợi hơn cho những cái quý vị ở miền quê đó. Thì cái này nó mình có thể tham gia để mà mình đóng góp, có thể là đóng góp hiện vật hoặc là hiện kim, thì để tạo cái điều kiện cho những cái quý vị học hành. Thì nó sẽ giúp cho mình có cái điều kiện thuận lợi để đằng sau mình có cái điều kiện tiếp cận Phật học dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Với lại kiểu khi mà mình có cái mạng lưới để mà mình nhiều người học Phật học hơn á, thì mình cũng sẽ có nhiều cái điều kiện để mà mình học hành hơn, mình có nhiều người hơn để mình chỉ dạy nè. Rồi chừng nữa khi mà người ta xịn á, biết khi nào người ta sẽ trở thành cái người gọi là chỉ dạy người cho mình trong những cái đời sau á. Thì cái dự án đó là cái mũi dự án mùa Tết này mà trung tâm có làm. Thứ hai là lớp Phật học căn bản thì sẽ bắt đầu học buổi đầu tiên vào tuần sau. Thì mọi người có thể tham gia vào lớp đó để mà có cái gọi là cái kiến thức nền về những cái mà nó tản nhất về Phật học á, thì để tạo cho mình một cái sự thuận lợi để có thể đi đúng cái đường học Phật về sau, tức là học vô cái gọi là cái trực tiếp, cái chân chánh, cái đúng với cái gốc luôn, chứ mình không có đi đường vòng, mình đi qua những cái quán chỗ này chỗ kia, đi vô những cái trường phái đồ này kia, thì nó sẽ có cái sự thuận lợi như vậy. Còn cái hoạt động thứ ba là hoạt động tối nay lúc 21 giờ thì sẽ có một cái tọa đàm về hướng dẫn đồng hành cùng gia đình và trong hôn nhân đó. Thì chúng ta thì đều có gia đình, đều có người mình thương, người mình chăm sóc. Thì tối nay thì sẽ có cái chương trình đó để nói về cái sự đồng hành với cái người mình thương. Thì nó có hai cái dạng chủ yếu, đó là trong gia đình và trong hôn nhân. Thì mình sẽ biết được cái cách để mà mình chăm sóc cho cái mối quan hệ sao cho nó chân chánh, để mà khi mà cái mối quan hệ của mình nó an ổn, nó có sự tốt đẹp á, thì mình cũng học hành nó có nhiều cái sự ích lợi hơn. Còn khi mà nó có nhiều vấn đề nó xào xáo thì cũng bị phân tán nhất định. Thì đó là một số cái hoạt động trong tháng này cũng như là trong mùa Tết mà mọi người có thể thu xếp để mà tham gia cho nó có nhiều sự ích lợi. Và ngoài ra thì mới có một số thông tin mới, đó là mùa Tết này thì sẽ có một chuỗi hoạt động các buổi pháp đàm. Thì sẽ là những cái buổi trao đổi pháp về pháp học nè, pháp hành các thứ. Tổ chức từ mùng 3 cho đến mùng 9. Thì nếu như mọi người có thể theo dõi cái lịch của thầy Dũng ở trên trang cá nhân để có thể tham gia những cái chương trình mà nó phù hợp với lại cái nhu cầu của mình. Yeah. Thì đó là một số những cái hoạt động trong tháng mà con muốn lan tỏa đến mọi người để tham gia cho ích lợi. Còn cái thông tin chi tiết các hoạt động thì con sẽ gửi bên phần gọi là phần tin nhắn đó, để mọi người làm bài xong mọi người có thể coi chi tiết hơn. Dạ, thì con cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe. Hy vọng là cái hoạt động sẽ đem đến cho mọi người được nhiều cái sự ích lợi trong việc học hành tu tiến. Dạ rồi, con xin phép hết ạ. Xin cảm ơn. Thủ đi.
chừng nào xong hết cho hay có thêm điểm. Uống uống là gì vậy? Uống uống là gì? Ừ, uống thân thật nha. Ừ. Nhóm là bầy là đàn, tập hợp. Uống là một tập hợp. Họp một nhóm. Một nhóm quẩn. Vì sao nó là một nhóm quẩn trong khi nó có quẩn à? Vì sao chỉ có một tâm sở quẩn thôi, nhưng lại gọi là quẩn quẩn? Tại sao? Ai ai lý giải được này không? Này mình không có lý giải được, đó là mình không hiểu. Mình không hiểu chỗ mà tưởng quẩn khi mà Đức Phật chia đó quẩn xứ giới quyền đế nhưng mà tương sinh. Quẩn là một nhóm, là một tập hợp, thì tập hợp nó bao gồm năm năm cái quẩn ha, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ mình đã qua rồi, thọ quẩn mình đã học. Thọ quẩn có mấy? Thọ quẩn có ba hoặc có năm tùy cách chia. Thì nó đúng là nó đa dạng, đúng là nó đa dạng ha, về bản thể nó cũng bị chia ra hết thực tính luôn. Cho nên mình thấy đúng rồi, thọ quẩn là hợp lý. Nhưng tưởng quẩn nó có một tưởng à, nó xanh nhá à, rồi gọi sao mà gọi là tưởng quẩn? Thọ quẩn là một nhóm là nhiều chứ, nhưng mà có một mà sao gọi là quẩn? Thì đây phải hiểu nè, thì đây phải hiểu nè. Hiểu gì? Thấy ai gỡ lên ha? Có ai suy tư không? Ai thường suy tư gì cái này không? Này chắc có phải thêm mấy đợt giặt đồ nữa quá. Không ai suy tư gì cái này hết ha. Chắc tại Đức Phật cái chia vậy thì mình tin vậy đi. Thế không? Mình suy tư chi cái này cho mệt vậy? Kết hợp với nhóm tâm thiện, tâm bất thiện hả? À? Ồ, con tưởng theo hướng đó ha. Vậy là tư thì cũng đi theo các tâm vậy. Vậy tại sao không có tư quẩn? Chỉ có tưởng quẩn. Đúng chưa? Tư cũng đi theo các tâm. Vậy là giải thích không hợp lý, không đáng tin cậy. Tưởng quẩn trong đó có ghi nhận, có hành thức. Sao? Quý vị phải tìm cách lý giải. Lý giải cho thông suốt mới được, mình học mà. Mình đi trí tuệ mà, đi siêu lý, mình đi Vatthana không à. Mà mình không có lý giải thông suốt gì hết à. Là không được. Ở đâu ra tưởng quẩn ở trong đó ghi nhận sắc thọ họ hành thức luôn là sao, là cái này đâu ra đây? Cái này sắc tức thì không, không tức thì sắc luôn đây phải không? Tưởng là tưởng chứ, mà sắc là sắc chứ, sắc là thuộc về sắc pháp, tưởng thuộc về danh pháp, đâu có dính nhau đâu, sao mà trong tưởng có sắc được?
tớ không có xác được. Quý vị học để ý từ đầu tới giờ là quý vị có dữ liệu để giải thích rồi đó. À, từ đầu tới giờ đó là quý vị có dữ liệu để giải thích rồi đó. Là đã có ý đó, đã có ý đưa cho quý vị kiến thức rồi. Bây giờ là mới giải thích trước lại là giải thích được cái chỗ này. Hai quá trình rồi sao? Quẩn. Ở quẩn là có tập hợp. Quẩn con nữa. Quẩn mẹ rồi quẩn con. Sao quẩn khúc quá vậy? Rồi nó dính gì tới cái câu hỏi này? Một phức hợp ở trong đó là tương quẩn. Nhưng mà nó phức hợp làm sao á? Thì biết rồi phức hợp nó sao mình nói được ra cái chỗ đó cho người ta đó. Cái người ta thuyết phục liền. Đó, người ta thuyết phục liền. Ồ đúng, đồng ý, tưởng là phải là tưởng quẩn, không thể nào nói tưởng khơi khơi được. Còn một xâm sở là không đúng, tưởng phải là quẩn tưởng mới được. Ồ, cái gì đó mình phải thông suốt được. Và nếu như đó mà quý vị không có học cái đoạn trước đó, quý vị sẽ không thể hiểu được vì sao nó là tưởng quẩn. Mà quý vị sẽ nghe đó, à, nào là quý vị sẽ nghe người ta nói gì nè, để tôi đọc cho quý vị nghe nè. À, sở dĩ là tưởng quẩn đó là bởi vì à, tưởng sẽ có là tưởng tưởng quá khứ, tưởng vị lai, tưởng hiện tại, tưởng bên trong, tưởng bên ngoài, tưởng thô, tưởng tế, tưởng xấu, tưởng tốt, tưởng diện, tưởng cận đó. Người ta nói à, sở dĩ đó mà gọi là quẩn là bởi vì vậy đó. Xin thưa sai bét. Sai bét nha. Ai mà lý giải kiểu là sai bét. Bởi vì các đặc tính này đều có ở các tâm sở khác, không riêng gì có ở tưởng. À, không ghi đơn giữa tưởng, các cái tâm sở khác cũng có. Rồi, à, quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, xấu, tốt, viễn cận. Các chi pháp này luôn luôn có đối với các cái tâm sở kia. Cho nên không thể rác vô đây mà nói rằng tưởng, bởi vì đi theo cái này mà sanh ra quẩn, không đúng. Đúng, giải thích như vậy là không hợp lý. Thôi bây giờ tôi để giải thích cho quý vị ha. Sở dĩ tưởng được gọi là tưởng quẩn vì nó là tập hợp một khối thông tin đã lưu dấu và sẽ dùng để truy dấu khi cần thiết theo quy luật của tâm. Đúng. Cho nên tưởng không phải là đơn lẻ, phải là đơn lẻ mà tưởng luôn luôn đi kèm với dữ liệu của nó. Dữ liệu của nó là tưởng về cái gì? Những dữ liệu này là vô cùng lớn và phong phú. Năm, chính nó làm nên nhóm quẩn. Quý vị kịp chỗ này chưa? Tưởng là nó sẽ đi kèm với cái dữ liệu. Nó lưu dấu. Quý vị nhớ không? Dấu. Lưu dấu. Truy dấu. Dấu. Tưởng luôn luôn kèm với cái dấu. Và cái dấu này là không phải một. Có khi quý vị tưởng cây viết, tưởng cây ca, tưởng cây ly, tưởng cây đèn, tưởng cây ghế, tưởng con chuột, tưởng laptop, tưởng cây nhà, tưởng mặt trăng. Tất cả những dấu hiệu đó đều được lưu trữ đi kèm với tưởng. Mình gọi đại diện tất cả cái đó là tưởng. Nhưng mà tưởng mỗi một kiểu là rời rạc nhau. Và tất cả những cái dấu hiệu đó gộp hết lại, nó là tưởng.
Mà nếu như chia cái tuổi tưởng nó ra theo các cái tiêu chí thì hồi nãy có đọc đó ha, tưởng thô, tưởng tế, tưởng đông, tưởng ngoài, tưởng quá khứ, hiện tại, giữ lai, tưởng cận, tưởng diện, tưởng tốt, tưởng xấu, vân vân. Thì đó là mình chia nhóm ra. Chứ bên trong ruột của nó là một nùi và tụi nó là một tập hợp, cho nên gọi là quẩn. Hiểu chỗ này không? Tưởng lúc nào cũng kẹp cái dấu, không có dấu thì không có tưởng. Ừ, thành ra quẩn chỉ cho số lượng đối tượng của tưởng, tức là tưởng luôn luôn có một cái nhóm của nó, có một cái binh đoàn của nó, có một cái bè lũ của nó, cái bè lũ tưởng của nó là nguyên một cái gì mà nó lưu trữ đó. Những cái mà nó lưu trữ đó là dữ liệu của nó nhiều không? Nó nhiều không? Nó một nùi không? Một nùi đó đó là hỏi tưởng không? Tưởng ở cái ca nè, nhớ đi, cái ca là tưởng không? Tưởng họ gần nhất cái ly là tưởng không? Tưởng tất cả những cái đó nó nhiều lắm, gọi chung của nó là quẩn, nó là một nhóm. Quý vị kịp không? Giống như bây giờ quý vị có cái bụng, có cái ổ cứng trong tay, ổ cứng của quý vị đó sau khi quý vị lưu tùm lum bài vở rỗng hết cái ổ nhớ đó gọi là quẩn chưa, cái ổ nhớ đó gọi là quẩn. Nhưng mà khi mà người ta hỏi đó, máy tính vô đó là có mấy ổ cứng, mình trả lời mấy? Trả lời một. Ổ máy mình nó có một cái ổ cứng à, nó có một ổ cứng à, nhưng mà dữ liệu trong đó nó một hay nó nhiều? Đó, 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 kịp chưa? Cái dữ liệu ở trong đó là nó một hay nó nhiều? Thì như vậy, tập hợp tất cả các dữ liệu ở trong đó như vậy thì Đức Phật gọi cái ổ cứng của du đó, đó là một quẩn. Cái ổ cứng của du là một quẩn, được chưa? Bởi vì đó, cái bên trong cái ổ cứng của du đó nó có rất nhiều các tài liệu tập tinh tùm lum tùm la, cái này cái kia cái nọ, nguyên một binh đoàn của nó, một cái khanh thạ nó gọi là một cái quẩn, là một cái nhóm, chứ không phải là một. Mặc dù đó nhìn vô là nó có một cái ổ cứng thôi, được chưa? Nhưng mà ví dụ như tôi nói về thọ chẳng hạn, thì ví dụ như là cái input, cái output chẳng hạn, cái thiết bị đầu vào, thiết bị đầu vào thì như cái máy tính, tôi mô tả cái máy tính quý vị dễ hiểu, là cái thiết bị đầu vào thì nó có bàn phím phải thiết bị đầu vào không? Chuột phải thiết bị đầu vào không? Thế là hai cái rồi đúng không? Rồi tôi gắn cái micro nữa là ba cái không? Tôi gắn cái webcam nữa là bốn cái. Như vậy thì thiết bị đầu vào là một quẩn. Người ta hỏi máy tính của Du có thiết bị đầu vào không? Cái mình nói có. Máy tính tôi có thiết bị đầu vào. Hỏi bao nhiêu? Bốn thiết bị đầu vào. Vậy thì thiết bị đầu vào là quẩn, ổ cứng là quẩn. Kịp chưa? Kịp chưa? Cái ổ cứng máy tính tính như tưởng, nhưng vô đó có ổ COD là những cái lưu trữ dữ liệu. Có một cái ổ cứng thôi, nhưng mà ở trong đó con chia ra cái ổ C con là Phật học căn bản, cái ổ D con là siêu lý mẫu giáo, cái ổ E của con là tư duy toán học. Nhưng cái đó là con chia trong ruột. Ủa rồi ổ đĩa áo đó ha. Đụng chuyên ngành này, đụng chuyên ngành. Thì quý vị phải ráp khoa học máy tính vô. Quý vị ráp khoa học máy tính vô là quý vị hiểu trụ nó hay lắm, hay lắm. Rồi quý vị học á là siêu lý, là nó gẹt luôn vậy đó. Rồi giờ có khoa học máy tính á, quý vị hiểu nó dễ. Hồi xưa không biết sao hiểu luôn á. Hồi xưa tôi không biết sao hiểu luôn. Là nó được quẩn á, là một cái những cái tưởng là tưởng quẩn là một nhóm luôn á, của nhóm đâu thế nào ha, tưởng tượng cũng được. Nhưng bây giờ nó dễ, có cái thiết bị có khoa học máy tính đó, cái mình ở trên đó đó ra bụp rác vô trần luôn vậy đó. Thiết bị máy tính đó nó vận hành được á, y gan con người đó, nó bắt chước cái cấu trúc đó, nó vận hành hay lắm lắm, mà mình có thể học hỏi được cái đó đó, cái mình tương ứng qua mình hiểu hay sao nó vậy. Cho nên hay á, cho nên tốt chứ, họ vui. Trời ơi, ngành của con đó. Nó cái hiểu liền ha, nó hiểu liền. Dễ vậy đó. Ra đó nhiều khi, các sư á, các ngày không có kiến thức dục học máy tính á, cái ngày giảng nó hơi khó hiểu chỗ này á. Mình theo á, không được. Không hiểu, nó nói đó, nó không hợp lý, nó không hợp lý. Giờ đó mình hiểu rồi nha, lưu dấu, cái dấu đó nó đa dạng lắm, nó nhiều dấu lắm mà phải lưu. Rồi các bắt đầu nào,
quý vị sau đó là quý vị tiến thêm một bước nữa là tử ẹo nè, tiến thêm một bước nữa là tử ẹo nè nha, mà nãy giờ không thấy ai tiến bước đó chắc là thôi tốt rồi đó. Hoặc là không biết gì hoặc là hiểu rồi, tiến thêm bước nữa tử ẹo nè, biết gì không? Hay thầy hưởng cái đó nó lưu đâu vậy? Rồi chết rồi chết, hồi tưởng lũ đâu vậy? Là tiêu. Tại sao tiêu? Đó đó, từ đây đẻ ra câu hỏi thứ hai nè. Vậy tướng quẩn đó nằm ở đâu? Hay hát tình trong tình đó được lưu trữ ở đâu? Câu này là coi như chết luôn. Đúng rồi đó cô mì, như cái ổ cứng còn biết nó được. Thùng máy đó nha. Hỏi thêm câu này nữa là thấy là mệt lắm á, mệt lắm à. Để cho áo rồi nó vậy là chắc là mấy cái người mà người ta học nhiều là não ta phải bự ra. chứ đó, cái người đó mà người ta học ít đó là não ta nhỏ, mà mấy người học nhiều là não phải bự ra, đặng nó chứa chứ, đúng không? Nó học bự ra sao mà nó chứa. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà nghi thức học bắt đầu nó chế. Câu hỏi chính đáng quá mà, đúng không? Câu hỏi chính đáng quá mà, bắt đầu nó chế chết rồi, người ta hỏi gì còn trả lời sao? Ôi không được, mình phải chế rồi mình trả lời cho người ta chứ. Trời ơi, Phật pháp màu nhiệm vô biên mà, thấy không? Mình không trả lời được sao được? Cái bắt đầu chế ra gì? Lại gia thức. Lại gia thức là tàn thức đó. Điều là ở nơi chưa, lòi ra cái tàn thức chưa, chết ngắt liền, sai bét luôn. Rồi bắt đầu nó biến tướng hết toàn bộ. Nó biến tướng hết toàn bộ là nó sai trật liền. Nó sai trật liền. Thì đó là mình sẽ trả lời tướng quấn quốc về danh pháp không phải pháp, nên nó không chiếm lấy phần không gian ta chiều như sắc pháp. Năm, thành ra không thể nhận thức tưởng quẩn theo không gian ba chiều. Để đòi hỏi một trú xứ của quận được tập. Được chưa? Tưởng quẩn thuộc về danh pháp mà, chứ đâu phải thuộc về sắc pháp đâu. Mà nó nói là cái cục nào là cái cục tưởng quẩn, chỉ cho tôi coi. Trời ơi, ở đâu mà ra? Ở đâu mà ra? Giống như thọ vậy đó. Đâu có trú xứ cố định hằng nhiên chiếm một phần trong không gian đâu. Nên thành ra nó phải cẩn thận. Nhiều người người ta không có hiểu, người ta không có hiểu, cái người ta đặt cái câu hỏi nó xàm xí bá láp vậy đó. Nhưng mà đó, mình không có giải thích được cho người ta rõ là mình cũng xàm xí bá láp luôn. thành ra là mình phải nhớ nha. Xài output à. Chưa coi không biết. Nó quý vị đó ha, quý vị nhớ quan trọng lắm, học tới đâu rồi cái bắt đầu mình đó, mình gỡ từng mỗi một cái quan niệm sai ha, để mà mình cập nhật lại, thiết lập lại hệ thống đúng. Mơ mốt mà ai hỏi là mình trả lời được hết rồi đó, không có bí hiểm đâu. Vậy đó, quý vị nhớ nghe lại cái buổi pháp thoại đó, vô tiền khoáng hậu á, nhớ không? Mấy cái viên tròn tròn ha.
được cắt đâu đó trong tâm trí, ở đâu đó lỡ đâu. Sắp cá phải lòi ra tiếp, mình vẫn đang hiểu sắp. Ừ, chẳng hiểu thô nữa đó. từ từ cái mình đã học hết rồi, đầy đủ bộ tốt. Cái đêm đầu đà vô tiền khoáng hậu đó hay lắm quý vị, hay lắm đó, nó cho nhiều cái chất liệu lắm mà cứ lâu lâu á, cái tôi nghe lại lâu lâu cái tôi nghe lại đó để mình lý giải cho nó rõ ràng. Đầu tiên lúc mà mình nghe đó, khi mà mình pháp học chưa có đầy đủ đó, mình nghe mình hay quá, trời ơi, thích thú ghê luôn vậy đó. Các ngài giảng tuyệt vời quá, ồ hay ho đồ các kiểu, cái mình học được nhiều lên à, mình học nhiều lên, cái mình thấy trời, cái câu hỏi nó bị sai rồi à, các ngài cũng giảng nữa, các ngài cũng giảng cho nữa, các ngài thật là bi mẫn. Chứ gặp mình nó hỏi sai vậy, mình thấy thì quăng bỏ sọt gác rồi đó, mình ngồi đó mình giảng cho nghe rồi đó, mà mình nó lâu lâu cái mình nghe lại, lâu lâu đó mình nên nghe lại, nên nghe lại đó, nó chỉ có mấy cái câu đó là nó hay lắm, mà trong đời là gặp hoài mấy cái vấn đề vậy đó. Ai tu ai chứng ai đắc niết bàn nào kia rồi đó, trời ơi gặp hoài luôn. Thì mình phải suy nghĩ 1001 cách để mình giảng ra cho nó rõ tỏ tường, rồi cái mình học nhiều hơn nữa đó, cái mình nói ồ sư giảng gì chưa rõ, chưa rạng giảng gì đó, về bả không biết gì chưa, bả không hiểu gì chưa, nó về bả lùng bùng lỗ tai đó, mốt bả gặp sư khác hỏi y hệt vậy nữa, bà chưa hiểu rồi chị thiệt đó. Bây giờ đó, nếu mà mình sẽ giảng gì nè, con mới hiểu cái này, phải hiểu cái này đó, rồi phải ra vậy đó. Lâu lâu cái mình nghe lại đó, cái mình nâng cấp lên thôi, là từ từ đó, tập dần từ từ nó phát triển lên. Rồi xong, luận xong về tưởng quẩn rồi, đi tiếp phần loại nha. Ghi ổ nãy giờ chưa ghi hả, thôi ghi đi.
Vậy xong cho hay nha.
Ok. Xong cái mình cũng sắp hết giờ rồi. Mình đi thêm chút nữa thôi. Hỏi sao mọi người ghi nhanh dữ vậy? Giảng nhiều lắm mà sao mọi người ghi nhanh dữ vậy? Người ghi nhớ hết rồi, người đâu cần ghi đâu. Còn gì nữa đâu mà chép dưới sầu. Giờ phân loại khác, giờ bắt đầu mới vô phân loại nè. Rồi tưởng à, tưởng á, thì chia theo độ số hay là nhận biết. Thì có tưởng quẩn, thì xin lỗi, thì có tưởng trì, tưởng trì à. Có tưởng trì là nói đến cái biết không đầy đủ, đầy đủ cái biết chỉ dựa theo những dấu hiệu đã có của tưởng rồi là tưởng trì, là tưởng trì nghĩa là hay nghĩa đi, nghĩa là để dữ liệu thiếu thì tiếp theo tiếp theo để dữ liệu sai thì biết sai. Nếu dữ liệu đúng, chưa đủ thì biết đúng chưa đủ. Đó, gọi là tưởng tri. Sanjanati, Sanjanati là tưởng tri. Họ ghi luôn ha, ghi Bali giờ lớp 2 rồi, giờ ghi Bali luôn. Ở cái phần mềm Bali cái Sanjanati. Sanjanati tưởng tri. Mức độ thấu suốt dữ liệu gồm nhiều dấu đúng dấu sai trộn lẫn thì biết sao, thì biết tưởng trí, nó vẫn là tưởng trí nên tưởng trí không đáng tin cậy. Ừ, có thể đúng có thể sai, là mà đang nói đây là cái năng lực nhận biết, năng lực nhận biết nha, đang xếp tiêu chí năng lực nhận biết. Nghe theo độ chính xác của lưu dấu, ghi dấu, tìm dấu thì có
Điên đảo, điên đảo, điên đảo. Yeah, tìm hiểu tưởng điên đảo. Vậy sao tôi sẽ hỏi tưởng điên đảo là gì? Hay không kịp làm tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo nó khác tưởng tri nha. Tưởng tri còn đỡ, qua tưởng đảo là mệt nghỉ luôn. Vậy là có thể đúng, nhìn cái sợi dây thì biết cái đó là sợi dây, thì biết đúng. Ừ, có thể là biết đúng nhưng mà chưa đủ. Ví dụ nha, nhìn sợi dây thần biết đó là sợi dây, nói vậy đó là tưởng đó. Còn mà kiểu mà nhìn sợi dây thần màu đen có cái cột hút nút thắt ở trên phần trên, biết đó là sợi dây thừng màu đen có nút thắt phần trên. Ở đó biết của niệm nha. Khác à? Anh chờ qua tới niệm đi rồi tính. Rồi ghi thêm phần này nữa thì nghỉ. Cái chi mức độ biết không đến dữ liệu đúng, biết đúng. Không 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 có xét gì cái dữ liệu, cái chất lượng dữ liệu không có xét, xét là về cái chất lượng nhận biết. Nên á, dữ liệu đúng thì nó biết đúng, dữ liệu sai nó biết sai, dữ liệu thiếu không biết thiếu. À, thì cái năng lực biết mà thông qua các cái dữ liệu như vậy đó, à, là tưởng tri. Thông qua mấy cái dữ liệu rồi là tưởng tri, đó là đang xét về cái mức độ biết, năng lực biết theo tưởng. Tí mà chẳng là tí đó, chẳng là tí là biết. Mà xét theo cái trình độ chính xác, độ lưu dấu thì nó mới qua cái số 3. Ừ. Đúng. Đúng. Ừ, cũng có thể nói như vậy. À, vừa đúng vừa trúng luôn là chọn đủ. Thì nữa tới niệm sẽ làm rõ ha. À, rồi ai ghi xong rồi thì nghỉ, nghỉ trước. Tôi còn phải đi soạn bài cho tối nay nữa đó quý vị, tôi chưa có làm xong bài tối nay đó. Cho nên thành ra giờ tôi không có xà quần được. Xong bài. Thôi bye bye. Để sức khỏe như uống nước. Thank you.